Muốn tim khỏe mạnh, hãy day ngay hai huyệt này. Huyệt thứ nhất là huyệt thần môn, nằm trên kinh tâm. Huyệt thần môn là nguyên huyệt của kinh tâm, nó đã tác động trực tiếp vào trong tim của mình. Khi day huyệt thần môn này đều mỗi ngày thì trái tim của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và huyệt thứ hai là huyệt thống lý. Huyệt thần môn và thống lý kết hợp với nhau sẽ giúp cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Hãy day đều mỗi ngày nếu muốn trái tim của mình khỏe mạnh hơn. Và hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.